Sau nhiều ngày nghị án, chiều qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên 9 bị cáo trong vụ án giết người và bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên quốc lộ 61 thuộc ấp Xua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, gần khu vực bến xe Rạch Sỏi, tổng mức án 174 năm tù. Cụ thể, bị cáo Chung Tấn Tuấn bị tòa tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người, 4 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt hai tội bị cáo phải chấp hành là 24 năm tù. Bị cáo Trần Văn Nam 18 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt hai tội bị cáo phải chấp hành 21 năm tù. Bị cáo Danh Luận và Danh Bé An mỗi bị cáo 17 năm tù về tội giết người và 3 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt hai tội mỗi bị cáo phải chấp hành là 20 năm tù. Các bị cáo Trần Khánh Việt, Lưu Hoàng Tuấn và Trần Văn Thảnh, mỗi bị cáo 19 năm tù. Hai bị cáo Trần Tuấn Thanh và Trần Văn Tài, mỗi bị cáo bị xử phạt 16 năm tù. Chỉ vì muốn bắt giữ Phạm Thị Thúy An để giao cho người phụ nữ tên là Hạnh ở Bạc Liêu, các bị cáo có sự cấu kết chặt chẽ, bàn bạc phương án thực hiện, chuẩn bị hung khí súng bắn đạn cao su để phòng bị trong trường hợp bị hại khống chế hoặc trên đường có người truy đuổi. Khi thực hiện hành vi bắt giữ người, các bị cáo liên tục gọi điện thoại cho đồng bọn đến, đồng thời mang theo nhiều hung khí như dao, mát, rựa quéo, súng, búa đóng đinh để tiếp ứng. Hậu quả là một người chết, một người bị thương.